kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều bậc phụ huynh thường cho trẻ xem TV, máy vi tính, điện thoại thông minh để không mất thời gian trông trẻ mà tập trung cho công việc khác. Thế nhưng việc cho trẻ xem quá nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như dễ mắc bệnh tim mạch, giảm khả năng tập trung và nguy cơ béo phì. Ngoài ra nó còn gây ra những tác hại như thế nào đối với trẻ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Gây tổn hại đến cấu trúc não, xem tivi điện thoại quá nhiều có thể làm tổn hại cấu trúc não. Những đứa trẻ dành hầu hết thời gian để xem tivi điện thoại có số lượng chất xám trong các vùng xung quanh vỏ não trước trán, khu vực phía trước thùy trán nhiều hơn tuy nhiên phần tăng lên này là tiêu cực vì nó liên kết với khả năng hiểu biết về ngôn ngữ kém hơn nhiều người cho rằng việc xem tv điện thoại giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức hơn từ các chương trình giáo dục tuy nhiên trong thực tế việc tiếp nhận kiến thức quá nhiều chưa chắc tốt vì não của trẻ vẫn chưa hoàn thiện để chứa hết điều này có thể gây tổn hại đến chức năng nhận thức của trẻ làm trẻ mất một khoảng thời gian quý báu. Dành quá nhiều thời gian cho việc xem TV điện thoại có thể khiến trẻ mất một khoảng thời gian quý báu để có thể trải nghiệm thực tế. Việc quan sát và trải nghiệm những điều thực trong cuộc sống có thể giúp phát triển các chức năng của não. Khi trẻ chơi với những đứa trẻ khác hoặc chơi với đồ chơi thật, trẻ sẽ học được nhiều điều hơn là cứ mãi dán mắt vào TV và điện thoại. có thể cản trở khả năng giao tiếp của trẻ. Các chuyên gia cảnh báo rằng, việc tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn của TV hay điện thoại có thể ảnh hưởng đến khả năng diễn đạt của trẻ. Nếu trẻ tiếp xúc quá nhiều với các âm thanh phát ra từ TV, bé sẽ khó tiếp nhận những âm thanh khác. Điều này cản trở khả năng diễn đạt và ảnh hưởng đến việc giao tiếp của trẻ. Không có thời gian đọc sách thay vì dành thời gian ngồi trước màn hình tv thì trẻ có thể sử dụng thời gian đó để đọc sách đọc sách là một hoạt động tốt hơn nhiều so với việc xem tv bạn nên tập cho trẻ thói quen này ngay từ khi còn nhỏ để đến tuổi đi học thì trẻ có thể làm quen với sách vở dễ dàng hơn đọc sách cũng giúp cải thiện khả năng nhận thức và vận động của trẻ nhỏ khoảng thời gian để đọc sách có thể giúp trẻ nâng cao trí tưởng tượng và khả năng ghi nhớ làm tê liệt khả năng sáng tạo khi trẻ tiếp xúc tv điện thoại quá nhiều khả năng suy nghĩ sáng tạo của trẻ có thể bị tê liệt một số chương trình truyền hình có thể dạy cho trẻ kiến thức nhưng nó làm giới hạn khả năng tư duy của trẻ các chương trình truyền hình thường đưa ra các hoạt động và các ý tưởng đã được chuẩn bị trước do đó trẻ sẽ không thể chủ động tự suy nghĩ hoặc làm điều gì đó dễ dẫn đến tình trạng béo phì. Xem tivi điện thoại nhiều khi còn nhỏ có thể ảnh hưởng xấu đến cân nặng của trẻ. Xem tivi nhiều sẽ gặp rắc rối về cân nặng của mình ngay từ khi còn nhỏ, đa số sẽ có nguy cơ bị thừa cân béo phì rất cao. Xem tivi nhiều sẽ khiến trẻ không có nhiều thời gian để tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động thể thao. <laughs> ảnh hưởng từ những thứ tiêu cực xem tv điện thoại nhiều thường được xem là không tốt và một trong những nguyên nhân là do đó có các chương trình không phù hợp với trẻ nhỏ mặc dù bạn đã kiểm soát những chương trình mà trẻ xem nhưng những chương trình không phù hợp với độ tuổi của trẻ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chương trình truyền hình không phải lúc nào cũng phù hợp với khả năng hiểu biết hoặc phù hợp với những giá trị mà bạn muốn giáo dục trẻ ví dụ bạn muốn dạy trẻ không nên ăn các thực phẩm đóng gói nhưng các chương trình quảng cáo lại khuyến khích điều này nguy cơ tăng huyết áp. Vì tiếp xúc nhiều với tivi điện thoại quá nhiều có thể khiến trẻ bị tăng huyết áp. Trẻ em từ 2 đến 10 tuổi xem tivi hay điện thoại nhiều có nguy cơ bị cao huyết áp hơn 30%. Nếu xem tivi đi kèm với việc không vận động thì con số này tăng lên đến 50%. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai mời quý vị cùng theo dõi nội dung Những lợi ích tốt khi uống trà hoa nhài. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt